Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Pháp. Pháp xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một buổi tối thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Hôm nay thì ba cho con Pháp lại tiếp tục đi lặn biển này cả nhà. Hôm vậy thì Pháp lặn trà đảo ở ngoài mấy điểm tàu đồ cũng hết rồi cả nhà. Thì ngày hôm nay Pháp chạy xuống dưới đây để lặn một nơi rất là đặc biệt luôn ha. Hôm nay thì Pháp sẽ lặn cá ở tại những cái bù này. Không biết thì ở dưới nó như thế nào luôn á. Vì đây là lần đầu tiên thì Pháp tới cái bù đây lặn luôn. Đổ vô trong phía đây luôn á cả nhà. Cái bù này thì Pháp có nghe mấy anh em lặn nói á. Thì ở dưới nó sẽ có cá, có đồ nha. Không biết thì có những con cá to nó có ăn nắp ở dưới cái chân bù hay không nữa. Hiện tại thì đang tới bù á, mà Pháp thấy cá bầy đàn á, nó nổi lên rất là nhiều luôn. Nó nổi lên trên mặt nước á. Giờ Pháp cùng với em Tí và ông ba của Pháp ăn cơm xong rồi sẽ xuống xem thử cái bù dầu này có cá hay không. Để ghi hình lại cho cả nhà mình xem nha. Với em Tí thì cũng đã ăn cơm xong rồi. Giờ Pháp mời cả nhà mình xuống xem cái bù này có cá hoặc là có mực nang đồ nó ở hay không ha. Lần đầu tiên thì Pháp tới lặn cái bù này luôn á. Không biết thì cái bù ở dưới thì nó ra sao luôn. Ở trên thì là ký hiệu cho tàu thuyền á, cho chiếc tàu vào trong bờ á, để biết chạy vào á cả nhà. Qua wow, cả nhà mình xem nè, đây là một cái sợi dây xích để cột cái bù dầu lại này cả nhà. Qua wow, cái sợi dây xích rất là to luôn. Pháp thấy thì cá nó chạy cũng nhiều nè. Không biết thì có cá mú hoặc là mực nang đồ nó ở hay không đây. Pháp rất hy vọng là sẽ có được một con cá to nha. Wow, đây là một cái cục đá hay là một cái thùng sắt đây. Pháp thấy thì cá nhóc vàng cũng có ở này. Thì ra là cái bù ở trên, ở dưới thì một tảng đá rất là to, với lại những cái sợi dây xích to thôi cả nhà. Pháp chạy xung quanh thì không thấy cá đâu cả, không thấy cá mú đồ nó ở đâu. Một con cá mú tiên này. Pháp chỉ thấy những con cá chỉ vàng hoặc là những con cá nhóc vàng thôi. Và wow, đây là một cái sợi dây xích này để cột cái bù ở trên đó cả nhà, cho nó nổi lên á, cho nó khỏi trôi đi á. Sợi dây xích rất là to luôn. Đó, cái bù ở trên đó cả nhà. Pháp chạy một vòng thì không có cá gì đâu để bắn luôn. Thank you.
Pháp cùng với em Tý đang chạy về lại sợi dây đá để lên ghe á, thì Pháp có gặp được một con ốc tỏi này. Không biết thì có dấu hay không. Nếu mà có dấu thì Pháp cùng với em Tý xe lặn. Đây một con nữa luôn. Qua chỗ này thì đang có dấu ốc tỏi rồi á cả nhà. Pháp với em Tý quằn xung quanh xem thử có còn nữa hay không rồi lên trên ghe để súng và lấy vợt xuống để bắt nha. Đây này cả nhà, chỗ đây thì cũng có một con nữa luôn. Rồi Pháp cùng với em Tý đang gặp chỗ này có ốc tỏi nhiều rồi. Có lẽ thì Pháp cùng với em Tý sẽ đem súng lên và lấy vợt xuống để bắt những con ốc tỏi này nha. Tại vì những con ốc tỏi này thì hiện tại có giá lắm. Pháp cũng bắt được 6-7 con ốc tỏi rồi. Giờ lên lấy vợt nha. Pháp thì cũng đã lên ghe nhảy lại rồi. Giờ Pháp đi bắt ốc tỏi thôi. Chỗ này thì Pháp cũng gặp được thêm một con ốc tỏi nữa nè. Nếu mà có dấu thì nó nằm nhiều lắm. Wow, chỗ đây cũng có một con nữa luôn. Chạy tới chỗ đây thì Pháp phát hiện có một con ghẹ nhàn nè. Với Pháp thì gọi là con ghẹ nhàn, cũng có nơi gọi là con ghẹ xanh đó cả nhà. Con đây thì Pháp được vào loại 1 rồi. Pháp đang ra ký hiệu là không có sợi dây thun để băng. Chắc Pháp phải bỏ vào vợt thôi. Phía trước của Pháp cũng có được thêm một con ốc tỏi nữa. Ốc tỏi thì nó có 3 loại ở cả nhà, loại 1 và loại 2 và loại 3. Chỗ này thì cũng có thêm được một con nữa luôn. Loại vỏ mà dày và to á là vào loại 1, loại vỏ mà dày vừa á thì vào loại 2. Loại mà vỏ mỏng luôn thì loại 3 đó cả nhà. Và wow, chỗ đây thì Pháp gặp ốc tỏi nhiều luôn. Đó, hai con này. Nãy giờ thì Pháp bắt 4-5 con chỗ đây rồi. Cứ bắt 1-2 con thì mình vặn thôi. Đó, chỗ đây cũng có thêm một con nữa luôn. Rồi, Pháp đang gặp có chỗ ốc tỏi nhiều rồi. Hôm nay thì Pháp cùng với em Tý nói là đi xuống để lặn cá. Nhưng mà đang gặp ốc tỏi nhiều quá nên Pháp cùng với em Tý lặn ốc tỏi luôn á cả nhà. Chắc Pháp chỉ tạm gác lại việc lặn cá để lặn sò kiếm tiền thôi. Hôm rày thì đi lặn cá kiếm không được bao nhiêu tiền đâu cả nhà. Pháp đầu tư làm video lặn chà tốn tiền nhiều lắm. Bán cá thì được 1 triệu mấy thôi. Tiền dầu với lại tiền đưa cho em Tý cũng khá là nhiều. Có lúc thì Pháp lỗ lại luôn á cả nhà. Pháp chạy tới chỗ đây thì gặp thêm được một con ghẹ xanh nữa luôn nè. Có vẻ thì con ghẹ này nó đã bị ốp rồi á cả nhà. Pháp bóp thì nó rất là mềm. Ghẹ ốp thì Pháp không có bắt đâu. Chạy tới chỗ này thì Pháp lại gặp thêm được một con ốc tỏi nữa luôn. Ốc tỏi này mà nó nằm có chỗ á, gặp thì lấy nhiều lắm. Đây nè, một con nó nằm nữa nè cả nhà. Hiện tại thì nó đang nằm mánh không thôi. Chưa có thấy con nào bò đi luôn. Pháp nghĩ thì buổi sáng nó ăn no rồi nên nó chưa có bò đi á cả nhà. Pháp thấy chỗ đây nhum với lại bà rất là nhiều. Chỗ này thì cũng có thêm một con ốc tỏi nữa. Phía trước của Pháp có thêm được một con nữa luôn nè. Quá là đã rồi. Hy vọng hôm nay Pháp cùng với em Tý sẽ được bội thu nha. Đây nè cả nhà, thêm một con nữa. Đó.
sò bánh chén nè. Sò bánh chén thì mình nướng hoặc là xấu mỡ hành đồ á, ăn rất là ngon. Hiện tại thì nó cũng có giá cả nhà. Chạy tới chỗ đây thì Pháp gặp được thêm một con ốc tỏi nữa luôn. Con sò Thái. Chỗ này thì có một con ốc tỏi nó đang nằm nè. Phát hiện ra có một con bạch tuộc nó ở trong cái vỏ sò Thái này đó. Wow, chỗ đây thì cũng có thêm được một con bạch tuộc nữa luôn nè. Thank you.
con ốc mỡ đá. Ốc mỡ thì nó có 3 loại, ốc mỡ đá và ốc mỡ tai heo, mỡ thịt thịt nhiều. Tới chỗ này thì Pháp phát hiện được thêm một con ghẻ xanh nữa nè. Wow, con này thì cũng vào lại một đó cả nhà. Con này thì nó cũng chắc thịt rồi. Ghẻ mà ướp á thì Pháp không có bắt đâu. Con này chắc thì Pháp sẽ bắt nha. Gặp được một con ghẻ dĩ nè. Loại ghẻ này thì ăn rất là ngon nha. Bắt lên để về cho ông ba Pháp nhậu thôi. Chỗ này thì Pháp cũng gặp được thêm một con ốc tỏi. Nãy giờ thì Pháp bắt ốc tỏi rất là nhiều luôn á cả nhà. Phía trước thì cũng có thêm được một con nữa luôn nè. Hôm nay thì Pháp cùng với em Tí là rất là may mắn luôn. Wow, chỗ đây có thêm một con nữa. Pháp cùng với em Tí nói là đi lặn cá, dò cá không có thì đã gặp được ổ ốc tỏi rồi. Đây nè cả nhà, một dấu tích của nó nằm nè. Pháp đang ra ký hiệu là thấy lỗ của nó bò đi lên nhiều lắm. Chỗ này thì cũng có thêm một con nữa luôn. Wow, một đàn cá nè. Con sò điệp bay lớn. Sò điệp bay lớn này hiện tại giá của nó mắc lắm, trên 100 ngàn một ký luôn đó. Phía trước thì cũng có thêm được một con ốc tỏi luôn. Thank you.
một con hải vị thảm nè. Chỗ này thì có một con ốc tỏi. Đây nè cả nhà, Pháp thì cũng đã đầy được một vật sò rồi nè. Đó, một vật ốc tỏi luôn đó. Có thể thấy thì ốc tỏi rất là nhiều luôn. Hôm nay thì Pháp bắt ốc tỏi nhiều quá nên nó cũng không có đa dạng cho lắm. Pháp chắc mong cả nhà mình xem video ủng hộ Pháp nha. Thank you.
Pháp gặp được một con ốc tỏi nữa. Chỗ này thì có thêm một con luôn. Chỗ này thì nó nằm hai con đó cả nhà. Loại này là loại 2 nè. Một con sò bánh tráng nè. Sò Thái. Con này thì ở quê Pháp gọi là con cúm cúm nè. Vì nó hay cúm hai cái càng lại á, nên quê Pháp gọi là cúm cúm. Không biết ở quê cả nhà mình gọi con này là con gì nữa. Đây thì Pháp gặp được hai con một chỗ, hai con ốc tỏi loại 2 đó cả nhà. Chỗ đây thì Pháp thấy 3-4 con ốc tỏi luôn nè cả nhà. Một con này, hai con này. Tại vì Pháp nhìn mánh á, Pháp thấy con này là con thứ 3 này. Một ngày rất là may mắn của Pháp cùng với em Tí rồi. Con thứ 4 luôn nè. Lâu lâu thì Pháp bắt sò lại thấy ham luôn á cả nhà. Con thứ 5 luôn. Một con sò điệp bay.
Giờ thì cũng đã tới giờ lên ghe chạy vào bờ rồi cả nhà. Hôm nay thì video của Pháp chỉ bắt ốc tỏi rất là nhiều. Pháp chân thành cảm ơn cả nhà mình đã xem video ủng hộ Pháp nha. Giờ lên xem thành quả của Pháp cùng với em Tí. Hai anh em thì lặn cũng mới lên thôi. Đây là số ốc tỏi của Pháp cùng với em Tí ngày hôm nay nè. Rất là nhiều ốc tỏi luôn. Hôm nay hai anh em Pháp nói đi lặn cá ở dưới mấy cái bù á cả nhà. Thì hai anh em gặp được ổ ốc tỏi nên hai anh em bội thu rất là nhiều ốc tỏi luôn nè. Giờ thì Pháp cùng với em Tí phân loại ra nha. Ốc tỏi thì nó có mấy loại, loại 1, loại 2 và loại 3 á. Nên Pháp cùng với em Tí sẽ phân loại ra. Thu của hai anh em luôn.